chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay, gia đình của mình đã rời Disneyland. Bây giờ chúng ta sẽ đi check-in khách sạn Hilton ở Universal. Thì trong cái chuyến đi chơi lần này, gia đình của mình muốn đi chơi thêm một chỗ nữa, đó là Universal Hollywood Studio. Thì gia đình của mình tới đây để các con của mình cũng như tham quan và tham chơi cũng giống như Disneyland vậy đó. Và bây giờ hiện tại thì gia đình của mình đang chạy xe trên đường cao tốc của thành phố Los Angeles để tới Universal. Từ khoảng Disneyland đi lên thành phố Los Angeles ở Universal tầm khoảng 1 giờ đồng hồ chạy xe. Hiện tại trên con đường này gọi là đường cao tốc, đường nhanh của thành phố này. Thì gia đình của mình cũng sắp tới Universal rồi. Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video, cùng xem gia đình của mình check-in khách sạn Hilton ha. Và sau khi 1 giờ đồng hồ chạy xe thì gia đình của mình đã tới được Universal của thành phố Los Angeles. Hiện tại thì mình đang chạy xe vô bên trong của khách sạn Hilton. Nói đến khách sạn Hilton thì tất cả những người đi du lịch, những người kinh doanh về khách sạn đều biết về khách sạn Hilton. Khách sạn Hilton là một trong những khách sạn 5 sao rất là lớn của nước Mỹ, và ở Việt Nam của mình cũng có rất là nhiều khách sạn Hilton chi nhánh về đó. Thì bây giờ bên trong một khách sạn Hilton rất là đẹp, nhìn phong cảnh quá trời đẹp luôn. Mình rất là thích khách sạn này, phong cách phục vụ cũng rất là tốt. Bây giờ thì gia đình của mình vì là chạy xe lên đó, cho nên gia đình của mình sẽ vô bên trong parking đậu xe của khách sạn Hilton. Thì parking của đậu xe Hilton này rất là rộng. Bây giờ anh xã của mình, anh sẽ lấy phiếu để vô bên trong đổ xe, và sau đó thì mới lên lễ tân để nhận phòng.
Và sau khi gia đình của mình đã đổ xe và đi lên phòng lễ tân của khách sạn Hilton hôm nay để check in lại phòng, bây giờ anh xã của mình đang đứng xếp hàng để đợi lễ tân nó làm việc. Và bên cạnh đó thì mình sẽ đi vòng và qua cái không gian của khách sạn Hilton để gửi đến cho mọi người được xem. Và cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem video của gia đình mình. Mình lúc nào cũng chúc cho tất cả mọi người sức khỏe bình an. Và nếu như mọi người yêu mến kênh thì xin hãy đăng ký kênh, sẽ đón nhận những video mới nhất từ kênh của mình ha. Và kênh YouTube của mình chuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày của gia đình của mình. Gia đình của mình thường dẫn các con của mình đi chơi, đi đây đó, rồi ghi lại những hình ảnh này để lưu giữ lại làm kỷ niệm, và cũng như là gửi đến cho tất cả mọi người được biết thêm về cuộc sống ở bên Mỹ. Cùng thì gia đình của mình cũng đã lái được phòng khách sạn hôm nay rồi. Mình ở trên tầng 24. Tầng 24 là tầng cao nhất của khách sạn. Bây giờ đó, gia đình của mình sẽ lên phòng. Mời tất cả mọi người cùng lên phòng khách sạn với gia đình của mình ha. Và đây là phòng khách sạn của gia đình của mình hôm nay. Thì bây giờ mình tới đây thì khoảng 12 giờ trưa, gia đình của mình cũng đã ăn trưa xong rồi mới tới khách sạn này. Bây giờ gia đình của mình sẽ vô phòng check in phòng. Check in phòng xong xuôi thì gia đình của mình sẽ đi ăn tối và sẽ đi tham quan ở đại lộ danh vọng ở Los Angeles. Thì cái video mà tham quan đại lộ Los Angeles này mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả mọi người ở phần kế tiếp của video ha. Và video của mình tới đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mời tất cả mọi người cùng xem phòng. Và sau đó thì mình xin nói lời tạm biệt, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp của mình là video đi tham quan đại lộ danh vọng của Los Angeles nhé.